Bạn có niềm đam mê với bất động sản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có cơ hội sinh lời? Bạn đang tìm kiếm chìa khóa để kinh doanh bất động sản thành công? Hãy đến với Rich Show, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz để cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu và đa chiều về thị trường từ các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Rich Show không chỉ mang đến các thông tin cập nhật và nổi bật nhất của thị trường bất động sản mà còn là những kiến thức bài bản, toàn diện trong đầu tư vô cùng quý giá giúp bạn tự tin đứng trước một thị trường đầy biến động hãy chia sẻ đam mê, mối quan tâm đầu tư bất động sản của mình với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các chuyên gia qua hotline 024 3791 9191 hoặc Facebook VOV Giao thông Rich Show hoa cùng nhịp đập thị trường bất động sản Anh Thư xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Rick Show được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, càng về cuối năm khi mà nền kinh tế rơi vào trạng thái bất ổn thì các kênh đầu tư phổ biến cũng chịu nhiều sự tác động, gây nên khó khăn chung và nhuốm màu ảm đạm cho thị trường. Và với tốc độ lao dốc nhanh chóng cùng dòng vốn giao dịch liên tục sụt giảm thì như các bạn đã thấy, thị trường chứng khoán cũng trao đảo trong những ngày qua. Và cũng theo rất nhiều nhận định của các chuyên gia tại thời điểm này thì rất khó do được đáy của thị trường chứng khoán. Trong khi đó thì giá vàng lại bị chi phối mạnh bởi thị trường quốc tế khiến cho giá bán tăng giảm thất thường dẫn đến thứ kim loại quý giá này không còn là giải pháp an toàn để giới đầu tư tránh khỏi sự trượt giá của đồng tiền. Hay với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng, mặc dù là cũng có nhiều dấu hiệu khả quan hơn do lãi suất tiền gửi tăng, tuy nhiên vẫn được đánh giá là kém hấp dẫn và do lợi nhuận tăng trưởng chậm. Và với thực tế giá nhà đất hiếm khi giảm trong suốt 40 năm qua thì bất động sản vẫn được nhận định là kênh đầu tư hấp dẫn cho dòng tiền về dài hạn. Và theo một khảo sát của bất động sản.com.vn mà chúng tôi ghi nhận được đó là trên 4 triệu người dùng trong hơn 2 năm tính từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 thì bất động sản có chỉ số tăng giá cao nhất sau đó thì mới đến vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm. Mặc dù chúng ta không thể phủ nhận tiềm năng của việc đầu tư bất động sản, xong, đầu tư từ đâu? Chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường này ạ. Và đây cũng chính là nội dung của chương trình Rich Show số đầu tiên ngày hôm nay. Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Rich Nguyễn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Rich Invest đồng thời cũng là nhà sáng lập Học viện Bất Động Sản Rick Nguyễn Academy, người cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, sẽ giúp cho quý thính giả có thêm thông tin hữu ích để đầu tư hiệu quả. Vâng, xin chào ông Rick Nguyễn ạ. Vâng, xin chào uh, biên tập viên Anh Thư và các thính giả của về Giao thông. Và ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho các khách mời của chương trình qua số hotline của chương trình 024 37 91 Chúng tôi luôn chờ sự tương tác của quý thính giả Trước khi bước vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì mời quý thính giả cùng đến với mục tin tức để cùng cập nhật những diễn biến thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Tổ công tác đặc biệt về bất động sản sẽ có báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ tín dụng cho bất động sản tới Thủ tướng còn theo Bộ Xây dựng, tình hình thị trường bất động sản năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Một thông tin tích cực khác, dữ liệu mới đây của Savin cho thấy Việt Nam thuộc nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất về nguồn cung bất động sản hàng hiệu. Và mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 5063 phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn này là khoảng 12.350 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, quý cuối năm toàn thị trường chỉ bán được 100 căn hộ sơ cấp. Đây là lượng giao dịch thấp kỷ lục trong 5 năm trở lại đây ở thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp hàng loạt chiết khấu khủng từ các chủ đầu tư. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa đến với những thông tin nóng về thị trường bất động sản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với ông Rick Nguyễn của chương trình Rick Show ngày hôm nay với chủ đề đầu tư từ đâu. Vâng và thưa ông Rick Nguyễn, như vừa rồi thì chúng ta cũng vừa có lắng nghe Trong bối cảnh thị trường mà liên tiếp đón nhận các thông tin về lạm phát, nhiều ngành nghề cũng như là lĩnh vực bị tác động mạnh và đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các kênh đầu tư vậy thì trong bối cảnh này theo ông Rick Nguyễn liệu bất động sản có còn là kênh trú ẩn an toàn không ạ? Vâng, cảm ơn biên tập viên. thì uh, cũng phải chia sẻ với biên tập viên cùng uh, quý vị thính giả như này thì uh, nếu nói về bất động sản thì bất vâng. động sản nó thuộc một trong bốn loại tài sản dùng để tích trữ qua môn đời. đầu bảng của đầu bảng là vàng, nhị bảng là bất động sản và tam bảng là đồ cổ, rồi tứ bảng tứ bảng là tiền, tiền của các các, gia tiền của các quốc gia mạnh đó ừ. thì ví dụ như đồng đô la chẳng hạn đó thì rõ ràng qua cái điều mà nếu như chúng ta hiểu những cái nguyên lý đó chúng ta vâng. sẽ thấy rằng bất động sản sẽ luôn luôn là cái cành mà để chống lạm phát rất là tốt vâng. và dạ, ngay cả chính phủ hay là các nhà đầu tư hay người dân họ dạ, khi họ thấy cái tình hình kinh tế chuẩn bị có cái sự bất ổn thì vâng. bao giờ ở dạ, uh, biên tập viên đấy sẽ thấy giá đất nó sẽ ngay lập tức nó sẽ dạ, phi mã đi lên vâng. và đó luôn luôn là cành chống lạm phát rất là tốt đó. vâng uh... Ông Rick Nguyễn cũng vừa đưa ra rất nhiều yếu tố cho thấy bất động sản là kênh chuyến an toàn. À, trong đó chúng ta có thể thấy đây là một trong bốn kênh tích trữ và có thể nói là à. chống lạm phát rất tốt. À, thế nhưng với một người mà chưa từng đầu tư bất động sản như tôi chẳng hạn, hay là với rất nhiều quý vị thính giả khác thì có vẻ như yếu tố này hơi mang tính vĩ mô đúng không ạ? À, à, à. Vậy thì có thể nói một cách đơn giản hơn thì ông Rick Nguyễn chia sẻ thêm cho anh thư cũng như là các thính giả hiểu rõ hơn là vì sao chúng ta nên quan tâm tới lĩnh vực bất động sản ạ? thế thì uh, uh, thôi ok thế thì ta sẽ gác cái câu chuyện về uh, lạm phát hay vĩ mô hay tất cả mọi thứ đi vâng mà ta nên tìm hiểu đầu tiên là tại sao ta nên quan tâm bất động sản vâng. Đúng không? thì nó sẽ có một vài những cái cái lý do như này đó đó là thứ nhất khi bất động sản nó thuộc như tôi vừa nói một trong bốn loại tài sản dùng để tích chữ qua môn đời vâng và khi đó thì nó tương ứng nó sẽ là vật quy đổi ừ. hễ ngoài kia người ta cứ kinh doanh sản xuất tạo ra nhiều tiền hơn thì tự bất động sản của bạn sẽ tăng giá theo vì vâng. nó là một trong các loại tài sản dùng để quy đổi. Giống như việc anh thư thấy vàng cũng vậy. Vâng. Theo hàng năm vàng nó cứ tăng thôi. Kinh tế vâng. cứ phát triển và vàng nó cứ tăng thôi thì bất động sản nó cũng đứng trong top 4 cái loại tài sản đấy. Vâng. Thế nên là chắc chắn một điều là khi ngoài kia người ta sản xuất kinh doanh xã hội tạo ra nhiều tiền thì tự giá bất động sản nó tăng theo. Vâng. Và anh thư cứ nhìn lại và liên hệ cuộc sống ở ngoài là thấy thì đấy là cái cái điều đầu tiên mà khi chúng ta nói về bất động sản. Vâng. Cái điều thứ hai nữa thì như thế này, tại sao lại nên quan tâm bất động sản? Bởi vì là người ta mới đặt cái câu hỏi như này. Chúng ta nếu như chúng ta muốn cầu được nhiều cá thì chúng ta nên đến cái ao nó có nhiều cá hay ít cá đây. Vâng. Chắc chắn là phải đến cái ao nó có nhiều cá rồi. Vâng. Đúng ạ, đó. Và bất động sản là lĩnh vực cực kỳ nhiều tiền. Hàng nghìn tỷ đổ vào bất động sản nó cũng như muối bỏ bể. Vâng. Chính vì thế nên là là ai cũng có cái sự thông minh và khôn ngoan của mình. Tuy nhiên là 10% của của cái 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 một cái sản phẩm tiêu dùng. Vâng. Giống như ngày xưa khi mà mà cái thời mà còn khởi nghiệp cách đây hàng chục năm thì vợ chồng chúng tôi làm cái cái hàng về tiêu dùng vâng. Tôi buôn bán những cái hàng nhập khẩu Thái Lan ấy hạn Đó thì mình thông minh khôn ngoan thì mình cũng kiếm được ví dụ 3%, 5% hay 10% từ cái việc đổ buôn những cái chai dầu gội Vâng, đó ví dụ như thế đấy là cái thực tế. Nhưng mà cũng là 5%, trăm của những cái giao dịch nó 5 tỷ, 10 tỷ nó lại là chuyện khác. Thì ai cũng có cái thông minh của mình nhưng phải dùng cái thông minh vào đúng chỗ. Đúng không? Đó. Vâng. Và cái thứ ba nữa mà nó là một cái bài học mà ngay cả bản thân tôi cũng học hỏi và nếu như quý vị nhìn ở ngoài thực tế ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Đó là gì ạ? Ờ, kể một cái câu chuyện ngắn như này. Vâng. Tức là ngày xưa khi mà nhà chúng tôi làm những cái hàng nhập khẩu ấy vâng. thì bán mỗi chai dầu gội pentin nhập khẩu là được 70 ngàn. Và bởi vì chúng tôi, vợ chồng tôi và cái doanh nghiệp của tôi là những cái con người thông minh sắc sảo vâng. Thành ra là chúng tôi đổ buồn nó là được 72 ngàn, tức là lãi 2 ngàn đồng một chai. Và khi tôi đổ buồn được một cái khoảng 60 chai thì tôi được khoảng 120 ngàn mà một khách buồn lấy đến 60 chai về để bán là cũng không phải nhỏ các đại lý. Vâng. Đúng không ạ? Đó. Thế thì tôi mới thấy cái anh bạn của tôi là anh ấy làm bất động sản thì tôi mới hỏi anh ấy là tại sao anh lại say mê bất động sản như thế thì anh trả lời rất là đơn giản buồn gì lãi nấy em ạ vâng buồn gì lãi nấy nếu như em kinh doanh dầu gội mỗi ngày nhà em sẽ nhiều dầu gội hơn nếu như em kinh doanh vải vóc mỗi ngày kho vải nhà em sẽ nhiều vải vóc hơn và nếu như em kinh doanh bất động sản sau từng năm em sẽ nhiều bất động sản hơn buồn Được. gì lãi nấy ai cũng có cái thông minh và khôn ngoan của mình nhưng sự lựa chọn thì nó quan trọng hơn nỗ lực vì thế nên là đấy cũng là một trong những cái lý do mà thêm nữa để tôi có thể chia sẻ cho anh thư đó là gì ạ tại sao nên quan tâm bất động sản từ việc nó là tài sản dùng để tích chữ qua muôn đời nó là vật dùng để quy đổi nên nền kinh tế ngoài kia người ta cứ kinh doanh sản xuất tạo ra nhiều tiền tự giá bất động sản tăng theo vâng. cái thứ ba nữa là ai cũng có sự khôn ngoan nhưng nếu ta dùng sự khôn ngoan mà đúng chỗ thì gì ạ thì ta sẽ có cái lợi nhuận nó lớn hơn và cái thứ vâng. từ buồn gì lại này? buồn vâng. gì lại này? Các bạn vâng. vâng. Với rất nhiều những yếu tố thực tế mà ông Rick Nguyễn cũng vừa chia sẻ thì tôi tin chắc là không chỉ mình tôi đâu mà các bạn thính giả cũng có cái nhìn uh, bao quát hơn về thị trường bất động sản cũng như là sự cần thiết của thị trường bất động sản trong việc đầu tư. Và nếu như quý vị và các bạn có những băn khoăn về thị trường bất động sản thì uh, có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia qua số hotline của chương trình 024 37 91 91 91. Vâng và như vừa rồi thì uh, với những uh, Yếu tố mà ông Rick Nguyễn đưa ra thì anh thư cũng muốn hỏi nhỏ. Ông Rick Nguyễn một câu là nếu như tôi muốn đầu tư vào thị trường bất động sản thì cần phải xác định xu hướng đầu tư ra sao ạ? Xác định xu hướng vâng. Thế thì cái quan trọng đầu tiên khi mà mà bất cứ một nhà đầu tư khi nào khi tham gia thị trường ấy là anh phải chọn được trường phái. Vâng, trong cái nghề đầu tư trong cái lĩnh vực này nó có ba trường phái, một là đầu cơ, hai là tăng trưởng và ba là giá trị. Vâng. thì anh phải uh, tức là nếu anh là một nhà đầu tư anh bước vào thì anh phải xác định được trường phái rất rõ ràng tránh cái trường hợp là mua bán khắp nơi chạy nhảy khắp nơi rồi đầu tư khắp nơi nó nó bị phân tán nguồn lực vâng. nó làm ta mất đi những cái kiểm soát và mỗi một bất động sản nó lại có những cái ưu nhược điểm riêng thì ta phải xác định được cái trường phái đầu tiên khi mình tham gia vào như thế nào và vâng. Vâng. Tôi cũng thấy là tôi có một thắc mắc là khi đọc rất nhiều tin tức về bất động sản thì thấy trên nhiều báo đài cũng có đưa thông tin về không ít các cơn sốt đất đã xảy ra ở khắp tỉnh Thành. À. À, thế nhưng mà để hiểu rõ thế nào là về sốt đất thì tôi à, nghĩ rằng là không chỉ tôi mà các bạn thính giả cũng hoàn toàn chưa hiểu rõ hết về thế nào là cơn sốt đất. À. Vậy thì à, xin nhờ ông Rick Nguyễn có thể chia sẻ thêm làm sao để chúng ta có thể phân biệt một cơn sốt đất là thật hay là ảo. Vâng, à, ok. Thế thì như thế này đó thì có thể nếu như một cái nhà đầu tư mà họ không không được đào tạo bài bản thì không bao giờ họ biết được cái này cả vâng. bởi vì trên thị trường nó sẽ có hai thứ nó gọi là hiện tượng và xu hướng đúng không ạ hiện vâng. tượng ví dụ như là có những cái khu vực nó sốt đất một cách thực sự và nó bền vững nhưng có những khu vực nó chỉ sốt một cách chóng vắng xong lại thôi thì những cái việc mà sốt một cách chóng vắng xong lại thôi nó gọi là một số hiện tượng đó là hiện tượng gì ạ thổi giá của những nhà đầu cơ kết hợp à. cùng môi giới nó tạo ra một cái, cái 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 cơn sốt kiểu một cái trao lưu nhưng mà nó rất là ngắn hạn và vâng. nó không bền vững đúng không ạ bởi vì nó không có được các giá trị cốt lõi vâng. nó không có được những cái giá trị lõi để định vị một thị trường mà sốt đất một cách chuẩn mực bền vững có tiềm năng và có thể nó hơi trầm một tí nhưng rồi nó sẽ vẫn tăng ấy, và tăng à. có xu hướng tốt thì trong cái nghề này nó có ba cái yếu tố ta cần phải xác định đúng vâng. không ạ đó thì nó có được 1 trên 3, 2 trên ba hoặc cả ừ. ba yếu tố này thì đấy là thị trường tiềm năng thực sự và vâng. sốt đất đấy là sốt đất có cơ sở một là đó là tính hạ tầng vâng. hạ tầng là gì điện đường trường trạm đúng không ạ đó hạ tầng đặc biệt các tuyến cao tốc các tuyến đường hạ tầng lớn nối các trung tâm kinh tế về những khu vực mới vâng. đúng không ạ thì những khu vực mới đó cái, cái hiện tượng sốt đất đấy là hoàn toàn chính xác Đúng ạ. Tôi ví dụ như cao tốc mà làm từ thành phố Hồ Chí Minh về về Bình Thuận chẳng hạn thì cái vâng. chuyện Bình Thuận này phan thiết nó sốt đất là cái chuyện đấy nó có cơ sở của nó vì nó được nối với các trung tâm kinh tế lớn. Cái thứ hai nữa để mà định vị được sốt đất thì nó phải có một cái chính sách kinh tế. Vâng. Đúng ạ. Nó có một cái chính sách kinh tế ví dụ như là ưu tiên cho Vân đồn Bắc Vân Phong, đúng ạ, vâng. hay Phú Quốc trở thành đặc khu nó có những cái ưu đãi những cái chính sách kinh tế đặc biệt để ưu đãi cho khu vực đó được phép phát triển và sẽ được rót một lượng tài chính lớn để thúc đẩy nền kinh tế ở đó vâng. thì nó gọi là một chính sách kinh tế hoặc cái thứ ba nữa là có sự tác động của một ông lớn ông lớn có thể về công an việc làm hoặc ông lớn về bất động sản vâng. chứ không nhất thiết cứ phải ông lớn về bất động sản đúng không ạ thì nó có bài yếu tố nó gọi là bài yếu tố cục bộ địa phương vâng. tính hạ tầng một chính sách kinh tế hoặc ông lớn đúng không ạ. Vâng, như vậy là ông Rick Nguyễn cũng vừa mới chia sẻ với chúng ta rất nhiều những yếu tố để xác định thế nào là một cơn sốt đất thật hay là ảo, trong đó có hạ tầng này hay là về chính sách kinh tế ưu đãi cho khu vực và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được một vài câu hỏi từ thính giả muốn gửi đến chuyên gia. Bạn thính giả có số điện thoại, đuôi số điện thoại là 6266 có chia sẻ tôi có tài chính khoảng 2 tỷ đồng. Vậy thì theo chuyên gia vào thời điểm cuối năm như hiện nay thì có nên đầu tư vào bất, động sản, ví dụ như là đất nền hoặc là chung cư hay không? Hay là tôi sẽ chờ sang năm 2023? Vâng, tôi tin chắc rằng là câu hỏi này cũng đang rất nhiều thính giả băn khoăn đấy ạ. À. À, vâng, xin nhờ ông Rick Nguyễn có thể tư vấn thêm ạ. Vâng, à, xin trả lời câu hỏi của thính giả là ví dụ có 2 tỷ đồng thì nên đầu tư có thời điểm này có nền đầu tư hay không và cái vâng. câu hỏi ý thứ hai của bạn ấy là loại hình nào ta nên quan tâm đúng vâng. không? thì xin trả lời từng phần một như này thứ nhất là về mặt loại hình thì bao vâng. giờ vậy nó tuân thủ theo nguyên lý về mặt áp suất khi nào người ta ở hết nhà mặt đất và mật độ đủ cao thì khi đó mới bán được khoảng không trên cao vâng. tức là áp suất đẩy mới bán được lên trên Đúng không ạ? Thì đấy là việc thứ nhất. Thế nên bao giờ về mặt tâm lý dù người Việt Nam hay người Mỹ thì người ta cũng ở nhà mặt đất trước rồi hết chỗ mặt đất người ta mới lên trên cao. Đúng không ạ? Vâng. Cái thứ hai nữa trong cái vấn đề về sản phẩm thì tôi nói luôn rằng là chung cư thì nó chỉ có lỗ đi chứ còn để kiếm được lãi là rất là khó. Vâng. Bởi vì theo thời gian thì cái tính hạ tầng của cái căn hộ nó sẽ xuống cấp. Nhưng đất nền thì nó vẫn hút về mọi thứ tốt tức là đặc biệt về lạm phát và vâng. giá nó chỉ có tăng lên thôi. Thế nên nếu về sản phẩm thì bạn nên ưu tiên hơn về đất nền. Ừ. Đúng ạ, đó. Và cái câu trả lời thứ hai nữa là là cái với số tiền 2 tỷ, tức là thời điểm này đã phải là thời điểm tốt chưa? Vâng. Xin thưa rằng là nếu mà xét về bối cảnh chung thì thời điểm này là cũng khá ok rồi. Vâng. Đương nhiên ta sẽ biết rằng là từ giờ đến khoảng hết quý 1 sang năm, thị trường sẽ vẫn còn rất là ảm đạm ít nhất phải đợi hết quý 1 để xem số liệu rồi tất cả mọi thứ thế nào người ta mới dám nói rằng liệu quý 2 hay quý 3 sẽ hừng nắng đúng không ạ? Đó tức Được. là phải chờ rất nhiều những cái tín hiệu về vĩ mô. Nhưng ít nhất là hết quý 1 là chắc chắn vẫn ảm đạm. Đúng. May ra thì đến cuối quý 2 rồi hoặc thậm chí có thể hết 2023 thị trường mới ấm. Tuy nhiên là khó khăn của người này thì nó sẽ là cơ hội của người khác. Vâng. Ờ, và về bối cảnh chung đi săn hàng thời điểm này là tốt nhưng mà tôi rất là lo sợ cái chỗ là nếu như các nhà đầu tư chính họ lại không có những tiêu chí để lựa chọn, vâng. không hiểu về các kỹ năng và phương pháp trong vấn đề sàn hàng thì họ chưa trong cuộc chơi này chưa chắc họ là thợ săn mà họ là họ là còn Họ là kẻ bị đi săn, chứ vâng. họ không phải thợ săn. Đúng ạ, vâng. tưởng mình là gà rồi cuối cùng mình lại là thóc. thóc. Vâng. Đúng không? Nên là vâng. nó có rất nhiều những cái chiêu trò kiểu dạng như là uh, bán đất hàng, uh, thanh lý ngân hàng vâng. rồi thì do ngộp nước nên bán. Nhưng thực ra là nó còn cao hơn cả lúc bình thường. Vâng. Có thể nói thì cơ hội thì cũng đang mở ra rồi. Vâng. Thế nhưng mà để mà nắm mắt được cơ hội hay không thì chúng ta cũng cần, điều đầu tiên cần là kiến thức. Đúng Tức không? Như là anh phải có nghề vâng. nên là người ta mới có câu nói là cơ hội nó có phải là cơ hội hay không nó còn phụ thuộc vào trình độ trình độ vâng. của mỗi người cơ chứ không phải là kinh tế đi xuống đây là ai cũng kiếm được tiền rất nhiều người mất tiền nhưng cũng rất nhiều người giàu lên. Vâng Đó. thì chúng ta như vậy là chúng ta đã nắm được cơ hội rồi thế nhưng mà tôi thấy là với những người mới bắt đầu bước chân vào đầu tư đầu tư thị trường bất động sản thì việc tài chính cũng là một trong những vấn đề mà khiến rất nhiều người đau đầu. Vậy thưa ông Rich Nguyễn, ông có lời khuyên như thế nào đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường? Làm thế nào để có thể giải quyết bài toán này trong đầu tư ạ? Mà, thế thì nếu nói như thế thì cái vấn đề về tài chính thì ta phải nói như này. Khi nói về tài chính thì tôi xin phép mở rộng một chút là để nói về bí mật của thành công của những nhà thành đạt thì nó có bốn cái bí mật. Một là OPM, tức là Other People Money, tức là tiền của người khác. Hai là gì ạ? OPT, tức là other people time hoặc talent tức là thời gian hoặc tài năng của người khác đúng không ạ ba là ope other people eight person đó là kinh nghiệm của người khác và bốn là opi other people idea sử dụng ý tưởng của người khác nếu như bạn không có vốn hãy kinh doanh bằng vốn của người khác vâng. chứ đừng đợi rằng là cứ đi làm rồi có vốn rồi tích cóp đầu tư đấy là sự sai lầm đúng ạ và nói chuyện về tiền bạc nó sẽ có ba giai đoạn của tiền kiếm tiền quản lý tiền và làm cho tiền sinh sôi vâng. và một trong những bí mật của các gia đình giàu có họ không dạy con họ cách kiếm tiền mà họ dạy con họ cách quản lý và làm cho tiền sinh sôi vâng. bởi họ nói với con cái của mình nếu như con không có tiền hãy đi biết sử dụng tiền của người khác đúng ạ vâng. đó thì đó là cái tư tưởng đầu tiên về mặt tài chính vâng. cái tư tưởng thứ hai nữa để nói về vốn thì phải nói này vốn trong bất động sản nó có hai loại là vốn ngắn và vốn dài vâng. đúng không ạ đó thì vốn ngắn thì là vay ngắn còn vốn dài thì nó lại có hai kênh nó có à, xin lỗi là nó có hai nguồn là vốn vay và vốn chủ sở hữu vâng. mà trong vốn vay và vốn chủ sở hữu thì vốn chủ sở hữu thì nó có tất cả là 8 kênh và vốn vay nó có 5 kênh đấy là những gì trong bất động sản 5 kênh chính và 5 kênh từ kênh đi vay, 8 kênh từ kênh vốn chủ sở hữu. Gộp cả hai kênh lại để tạo ra vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu trong đầu tư. Nó có tất cả 13 kênh. Vâng. Và trong 13 kênh thì có một kênh có tên là các tổ chức tài chính. Vâng. Và trong các tổ chức tài chính có một yếu tố gọi là ngân hàng. Chứ đừng nói đến bất động sản lại nghĩ ngay đến ngân hàng đi vâng. vay mới mượn là chết trà luôn. Vâng. Ờ, và như chúng ta vừa rồi cũng đang đề cập với đến vấn đề tài chính thì tôi cũng nhận ngay một câu hỏi từ thính giả cũng đang băn khoăn với khoản tài chính của mình với khoảng 2 đến 3 tỷ đồng thì Và. thời điểm này thính giả cũng đang băn khoăn là không biết nên gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng hay là đầu tư vào bất động sản. Cụ thể là thính giả cũng đang băn khoăn mua chung cư với một dự án đang chuẩn bị triển khai xây dựng. Thì câu hỏi này xin nhờ ông Rick Nguyễn tư vấn giúp ạ. Vâng. Thế thì như này, phải xem cái cái mục đích, cái mục đích của cái 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 cái, cái việc mà cái 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 anh chị đặt câu hỏi này là họ được hướng đến cái gì? Vâng. Họ hướng đến tính lợi nhuận hay họ hướng đến gọi là là uh, tức là hướng đến cái việc lợi nhuận là chính vâng. hay hướng đến việc là tránh để tiền nhàn rỗi? Ví dụ vâng. thế. Đó, thì phải nói như này, nếu mà để gửi về tiết kiệm thì ta không có gì phải bàn cả. Vâng. Bởi vì là rất là an toàn và hệ thống ngân hàng thì được các ngân được ngân hàng nhà nước là bảo trợ rồi thế nên là có từ trước này ta thấy là cũng không có ngân hàng nào đến mức phải phá sản rồi ta chỉ được nhận cái đền bù 70 triệu cho bất cứ số tiền gửi là bao nhiêu vâng. đúng ạ vì ngân hàng nhà nước là đã bảo trợ cái chuyện đấy rồi đúng không ạ đó cái thứ hai nữa là đầu tư vào tiết kiệm như tôi vừa nói tiết kiệm thì nó cực kỳ an toàn còn nếu như bước chân vào bất động sản thì xin nói luôn rằng là sẽ phải có nghề đấy vâng. sẽ phải có nghề làm cái gì cũng phải có nghề và đầu tư bất động sản nó cũng phải có nghề chứ không là lĩnh vực này nó hấp dẫn bao nhiêu thì cái độ rủi ro nó cũng cao bấy nhiêu ừ. phải nói thực như thế lợi nhuận lớn thì rủi ro càng lớn á đúng rồi đúng. đó chưa kể đến cái việc là hiện nay các dự án đang xây dựng rồi triển khai dở dang thì muốn đánh giá dự án đầu tiên phải đánh giá uy tín của chủ đầu tư tại sao người ta sẵn sàng mua dự án của Vin hay của Sun nó cao thậm chí là giáp hai cái cái dự án giáp nhau. Vâng. Mà thậm chí nó cao hơn đến 30% về giá, đến 40% về giá, người ta vẫn mua của Vin và Săn. Bởi vì cái độ uy tín của chủ đầu tư là phải xếp lên hàng đầu, đúng không? À. Còn nếu như tôi thính giả mà cái bạn hỏi mà bạn chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm. Thì thứ nhất tôi nói luôn là 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 gửi tiết kiệm thì an toàn rồi. Thứ hai là chung cư vẫn nói luôn là để có lợi nhuận. Thì là rất rất là thấp, thậm chí là gần như là không có. Vâng. thế nên nếu định nhảy vào sân trời này thì <laughs> nên Cần có sự kỹ, có sự học hành bài bản bà. vâng. phải nói chính xác là có sự học hành bài bản bà. đúng ạ vâng. khi có kẻ giàu lên áp phải có kẻ ít đi đâu có vâng. chuyện là cứ, cứ có tí tiền nhàn rỗi nhảy loang quang và là chúng ta lại thành người đi đóng góp cho sự giàu có của người khác vâng. mà ở nhà thì vợ chồng ăn chả dám ăn mặc chả dám mặc tiết kiệm từng đồng rồi cuối cùng bê ra ngoài Biếu thiên hạ hết thế là thôi nhìn cả nhà cứ nuốt nước bọt <cười> vâng. <cười> và, vâng. và... Câu hỏi cuối cùng dành cho ông Rick Nguyễn ngày hôm nay, à, đó là theo ông thì ông nhận định như thế nào về giá bất động sản năm 2023? Liệu lần nó có ảm đạm như năm 2022 không ạ? Vâng. Thì phải nói như này, à, nó có hai cái, nó có nó có một vài cái khía cạnh, nói như vậy cho nó chính xác như này. Thứ nhất là về mặt vĩ mô chung là xin thưa là 2023 sẽ còn ảm đạm đấy. Vâng. Nếu may chăng, nhờ một diện chính phủ tháo gỡ được một vài nút thắt thì sớm thì cũng phải khả năng từ quý hài. Vâng. chứ còn đừng đợi dùng tín dụng, đúng không ạ? Dùng tín dụng nó chỉ là một phần thôi, vâng. đó nó chỉ là một phần thì nó không đóng góp bao nhiêu thứ hai nữa hiện nay trên cái uh, của ngân hàng ấy, thì cái danh sách nợ xấu đối với ngành ngân hàng thì cái chỉ số về nợ xấu là dưới 3% là ngưỡng an toàn, vâng. nhưng hiện nay nếu mà tính cả uh, dạn hết cái những cái nghị định của cái thời Covid đấy giãn nợ rồi thì là hoãn nợ rồi ngừng trả rồi tất cả mọi thứ mà thời gian tới cởi nút hẳn ra cộng với số nợ xấu đang để ở công ty mua bán nợ vamc hiện vâng. nay nó vào khoảng 7% nó gấp đôi cái cái tỷ lệ nợ xấu an toàn của ngân hàng thế nên là hiện nay là ngân hàng nhà nước đề nghị là tăng dự phòng trong lĩnh vực bất động sản cực kỳ cao vâng. nên là có nới dùng thì nó cũng không được bao nhiêu và thị trường nó sẽ không sôi động lắm đâu còn lại phải xem các chỉ số khác của toàn cầu để nó tác động vào. vâng với dự báo tình hình như vậy thì ông Rick Nguyễn có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư chuẩn bị bước vào lĩnh vực đầu tư tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản không ạ? vâng à. nếu định bước chân vào tham gia bất động sản thì tôi cũng có một vài cái lời khuyên nhỏ như này thứ nhất là cái gì cũng vậy cái nghề nào mà lợi nhuận cao thì rủi ro nó cao đúng ạ đó và làm gì nó cũng phải có nghề người ta ừ. uh, kinh doanh bây giờ người ta kinh doanh sản xuất hoặc thậm chí những cái hộ tiểu thương họ buôn bán ngoài kia thì họ nhận thấy rằng mất phải từ 2 đến 3 năm làm cứ vừa làm vừa trải nghiệm vâng. thì họ mới thành thạo nghề mà cái nghề đất cát này cứ xuống nhầm tiền là thôi mất rồi vâng. tiền còn ở trong túi của mình thì chắc chắn là tiền của mình nhưng tiền đã ra khỏi túi của mình thì thực ra không không biết là của ai cả vâng. đó vì thế nên là cần phải có sự bài bản khi ta chấp nhận đổ mồ hôi trên thao trường thì ta sẽ bớt đổ máu trên chiến trường. Vâng. À, rất cảm ơn những uh, chia sẻ từ ông Rick Nguyễn uh, cho chương trình ngày hôm nay. Và như ông Rick Nguyễn cũng vừa chia sẻ thì uh, mặc dù cơ hội thì luôn luôn là có thế nhưng có nắm mắt được cơ hội hay không thì uh nó do trình độ. Đúng ạ, do chính chúng ta cần có những kiến thức uh, Trao dồi thêm kiến thức bài bản để có thể uh, đầu tư đúng chỗ và sử dụng đồng tiền của mình một cách Mà. chính xác ạ. Vâng, uh, rất cảm ơn ông Rick Nguyễn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và hy vọng là với những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho quý thính giả, đặc biệt là các nhà đầu tư mới sẽ có thêm kiến thức để vững tin tham gia bước vào lĩnh vực bất động sản. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nếu như có những băn khoăn thắc mắc về thị trường bất động sản, hãy liên hệ với chúng tôi đặt câu hỏi qua số hotline của chương trình, qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn có niềm đam mê với bất động sản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có cơ hội sinh lời? Bạn đang tìm kiếm chìa khóa để kinh doanh bất động sản thành công? Hãy đến với BrickShow, Show, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz để cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu và đa chiều về thị trường từ các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. BrickShow Show không chỉ mang đến các thông tin cập nhật và nổi bật nhất của thị trường bất động sản mà còn là những kiến thức bài bản, toàn diện trong đầu tư vô cùng quý giá, giúp bạn tự tin đứng trước một thị trường đầy biến động. Hãy chia sẻ đam mê mối quan tâm đầu tư bất động sản của mình với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các chuyên gia qua hotline 024 37 91 hoặc Facebook VOV Giao thông. Rick Show, hoa cung nhịp đập thị trường bất động sản. Quý vị và các bạn đang nghe kênh giao thông tần số 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.